Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là còi mình đã quay trở lại rồi đây. Như thường lệ thì vào buổi chiều tối thì mình sẽ làm một clip về một cái ngẫu hứng nào đó chẳng hạn mà trong ngày mình hay gặp. Ok. Thì hôm nay mình sẽ chơi thử một cái tựa game game có tên là Die of the Tomb Raider. Cái tên thì nghe tiếng Anh rất là chất lừ. Anh em chắc cũng chưa chơi lần nào. Và hôm nay mình sẽ chơi thử cho anh em trải nghiệm. Cái game này thì nó khá là mới và nó rất là mượt trên những cái dòng máy mới. Tại vì là ở cái màn hình của mình màn hình 2K chơi nó rất là phê lòi nên là anh em yêu cầu phải một cái cấu hình phải nói rằng mạnh tí và lâu lắm rồi mình cũng chưa chơi game offline mà nó phê thế này. Thì hôm nay mình vừa mới test thử cái game này thấy nó hay hay và mình làm clip cho anh em xem. Ok, hy vọng anh em sẽ ủng hộ những clip như thế này của mình. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game nào. Cái game này mình xin nhắc lại cái tên là tên nó là Ride of the Tomb Raider. Tên nó nghe khá là chất và game cũng rất là watch select luôn. Nói về một cái cô gái À, đi theo cái đường băng nhưng mà thường xuyên là bị cản trở bởi những cái như là gió rồi lốc xoáy và cô ta thì đang đi trên đường băng cố gắng vượt qua cái đường băng đó tới đó cố gắng vượt qua cái đường băng đấy đây là cái đường băng em đang nhìn thấy này cái này là cái núi băng cái núi tuyết á cô ta cố gắng vượt qua cái núi tuyết đó để tới một nơi mà cô ta muốn đến được và trên lúc mà trên cái đường đi gian nan đó thì cô ta luôn gặp phải nhiều vấn đề như là lốc xoáy rồi thì gió cát đây đây chính là lúc mà đang nói chung là tuyết rơi rất là nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu leo từ từ lên thôi. Đây, đây chính là nhân vật của mình, nhân vật nữ rất là hot luôn, rất là đẹp, đeo theo một cái mắt kiếng và bạn rất nhiều lớp áo. Và muốn trịch thì cũng rất là khó tại vì cô ta bạn khá là nhiều lớp áo đấy. Theo mình nghĩ là vậy và thấy tựa game khá là hay nên mình muốn chơi thử cho anh em xem. Và cái game này nó là tựa game offline nhá, lâu lắm rồi chưa chơi một tựa game offline nào hay như thế này bây giờ mình sẽ qua và bắt đầu vào trận chiến luôn chuẩn bị nào trận chiến của chúng ta đây nó như thế này này đấy cô gái này móc băng và cố gắng đi lên đi lên đi lên như vậy tí nữa mình chơi anh em sẽ hiểu nó rất là hay luôn mình đã chơi thử cả tiếng rồi thấy nó rất là tuyệt vời và đây đây chính là cái đường đi của mình và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cuộc chơi khi nào vào cuộc chơi thì nó sẽ bắt đầu chỉ vào con chuột của mình đây mình phải leo qua cái núi tuyết này và đi xuyên qua cái hầm đi xuyên qua một cái hầm Giống như là đèo Hải Vân anh em Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhá Rồi đi nào Đi thôi Bây giờ mình cũng sợ sợ gió nó thổi Sợ lốc xoáy nó thổi rớt xuống dưới kia Rất là nguy hiểm Úi giời đợi tao với Ây đợi tao với Đúng rồi đứng im đợi tao với Tao đang đi từ 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 đã Mình sẽ lui lại một tí Úi rồi gió 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 Nấp vào viên đá Nấp vào viên đá Mình nấp vào viên đá đây anh em Nấp vào viên đá Nấp vào viên đá Chống lạnh thôi anh em Ủa kinh quá gió thổi kìa Vãi linh hồn thật Thổi từ từ các bạn ơi Thổi từ từ thôi cẩn thận nguy hiểm lắm anh em ạ à. đi rất chi là nguy hiểm nhìn thằng kia đi đợi tao với núp vào viên đá núp vào viên đá xuống tí á chà chà căng đấy căng đấy đoạn này mới căng này đoạn này thấy nhỏ nhỏ thấy gió nó thổi to là mạnh là chết đấy ôi ơi đi 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 từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh anh em ạ à. di chuyển thì nói chung là di chuyển thì qua cái phím lên xuống qua lại thôi à, giống như bắn đột kích nói chung là vậy bây giờ mình sẽ trốn đây nấp sau viên đá này thì sợ gì gió bão nữa rồi tuyết rơi kìa anh em kìa tuyết rơi kinh chưa kìa có cả mặt trời nữa nhưng mà tuyết quá ghê luôn. Mình đang cố gắng vượt qua cái đoạn núi này. Sắp tới tới đoạn kia là đường hầm kìa, tới đoạn kia là đường hầm. Đường hầm thì nó rất là an toàn. Úi trời ơi, gió thổi mạnh thế. Đừng đừng bình tĩnh, bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Hiện tại mình sẽ di chuyển, mình sẽ di chuyển lên phía trước. Anh em có thấy ở ngay cái túi của mình không? Cái túi của mình là nó có là hai cái. ơi ê, ê, ê gió kìa, gió kìa, cứu em, cứu em anh ơi, đừng có đi trước, cứu em. Gió kìa, mình sẽ chạy lại cái chỗ viên đá kia, nấp vào cái viên đá này đã. Đấy, nấp sau cái viên đá này đợi cái bão cát này. Đấy anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nó vừa mới thọt mất một miếng đấy. Mình mà đi đi mạnh tí nữa là chết cha rồi. Đấy anh em có thấy không? Hiện tại thì ở trên người mình đó là có là hai cái rìu. Cái rìu mà để bám lên băng anh em. Thí dụ như mình bị thọt xuống đó bám lên băng tí nữa mình chơi là anh em sẽ hiểu. Còn à, xung quanh đây là có những con vít nữa. Nói chung là những con vít này để giữ cho mình cái độ về nó đang khi mà bị rớt xuống thì bị rớt xuống chỗ hang băng Đấy, giống như là ở trong hang băng câu lơ vậy đó bị rớt xuống hang băng thì anh em có thể níu lên lại được đấy sắp tới là có đường hầm và đường hầm ơi 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 ê ê e ê, ê. Ê, 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 ê. đấy mình níu lại e nè thấy chưa anh em thấy chưa anh em thấy chưa mình nhanh lắm bây giờ di chuyển qua lại di chuyển qua lại dùng nút cách để mà tiến lên mình thử chạy lên được chạy lên không được bây giờ dùng nút cách may này bay e đấy hên quá anh em e lại này tiếp này bây giờ mình sẽ di chuyển qua đâu đây nhỉ mình sẽ di chuyển qua đâu đây mình đang nghiên cứu thì coi di chuyển qua đâu mà được À đây 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 bên này được Bên này có chỗ Bên này còn có một bợp mà Bên này còn có một bợp Lên e Đấy hên quá anh em Ê Oh my god oh my god Thua cuộc rồi Từ từ mình sẽ làm lại ở pha này Mình sẽ sẽ làm lại ở pha này Anh em cứ bình tĩnh Lại nè Lại nè lại nè Từ từ thôi nhẹ nhàng Mình không có dám làm nhanh nữa Cách nè Rồi 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 rồi, rồi. An toàn an toàn an toàn bạn ơi An toàn bạn ơi An toàn bạn ơi. Cách nè E nè Lên nè E nè này. đấy, nhảy lên. Nhảy lên. Ê ê ê ê. Trời ơi. Lỡ tay lại anh em nhá. Lại cái đoạn này là mình đã từng chơi rồi nhưng mà không biết sao tại vì sao mà mình vẫn bị vấp ở chỗ này. Cách ra này e này. Rồi, qua 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 qua, đi nhẹ nhẹ cứ ngợi. Đứng trên kia cái thằng kia nó vẫn đứng ở trên kia đợi mình anh em nhá. Thằng kia nó vẫn đứng ở trên kia đợi mình, nó chưa dám đi trước đâu. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua dần đều mình sẽ di chuyển dần đều. Cách này e này. Rồi, bây giờ mình sẽ lên này. Cách e. Ấy chưa được. Lên e. ủ khó 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 phím e là mình rút cái rìu ra mình bám lên đó phím e này nè mình nhảy lên và mình bấm phím e là nó rút cái rìu ra nhá nè e này đấy lên ê, ê ê ê trời ơi trời ơi khó khăn lắm game này khó chơi lắm nhiều game offline khó chơi không phải game này đâu anh em nhiều game offline khó chơi lắm riêng game này đâu game rất là khó chơi luôn bao khó chơi rất chi là khó chơi mình phải tìm hiểu cả tiếng đồng hồ mới vượt qua cái map này mà Mới tới được cái hầm Đấy Rồi lên Ê ê Trời ạ Trời ơi Trời ơi lại anh em nhá Mình đang cố gắng hết sức này Lần giờ mà thất bại Nó chắc nghỉ quá Nào lần giờ không thất bại được nữa đâu Mình đã rút kinh nghiệm lại rồi Người chơi nào đi vượt núi băng cũng phải Mình sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn núi băng này Mình sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn núi băng này Mình sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn núi băng này anh em nhá Rồi lên rồi Lên rồi Trời ơi Ủa chưa 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 lên được Thằng kia nó vẫn ở bên kia Bây giờ mình sẽ leo lên cái đoạn băng Mình sẽ leo lên cái đoạn núi băng này cho anh em coi này Đi nào anh em Đi nào người anh em Đi nào cô gái của tôi Lên E này Nhảy lên này anh em thấy chưa Mình xuất sắc Nhảy lên này bấm E này Từ từ đã Di chuyển qua một đoạn Di chuyển qua tí cho chắc Nhìn qua tí Tại do đoạn kia thấy mình thấy không ổn tí nào anh em Rồi 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 bám qua được rồi Dịch qua tí, dịch qua từ từ, dịch qua từ từ em yêu ơi, dịch qua từ từ em yêu ơi nhảy lên thôi nào ui rồi cảm giác quá phê anh em ạ phải nói cái game này là cảm giác quá phê đi mình đang mình đang cố gắng níu lấy e này đấy tuyệt vời và bây giờ mình đang suy nghĩ thử coi nên đi qua hướng nào đây đi qua hướng nào cũng chết rồi e này ui rồi không được anh em ạ rất khó khăn luôn thật rất khó khăn quá khó khăn luôn mà chỉ có đoạn này để lên thôi đoạn nào có băng mới dễ lên thôi đoạn này không thể nào mà lên được được trời rất là lạnh luôn mình đang cố gắng bám lấy mục tiêu để mà lên mình không thể nào nghỉ game mà khi không lên được khỏi cái bậc này ạ khá là cao anh em ạ cái thằng kia đang đứng ở trên góc bên góc bên trái góc bên trái là mình phải leo cái đường này lên góc bên trái rồi ok bây giờ mình sẽ leo lại nào góc bên phải này thì không được rồi góc bên phải này toàn đá thôi rồi lên nào lên nào yes yes yeah, yes yeah. yes, yeah, yes. Yeah. ui rồi quá khinh thường anh rồi đấy mày quá khinh thường anh rồi đấy mày quá khinh thường anh rồi đấy dịch qua tí cho lành dịch qua tí cho lành dịch qua thì cho lạnh ơ ơ ơ bão 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 đây anh em ạ bão đây bão đây hơi nguy hiểm hơi nguy hiểm mẹ mình thấy cái đầu mình đi theo rồi tại cho nó chơi là full màn hình nên rất là ghê ghê vồn luôn rất là ghê luôn kinh hồn kinh hồn kinh hồn chưa chưa được chưa được mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng chưa được phải qua nhất định phải qua bên kia mà mình đang cố gắng qua đây à đây ấy ê rồi không được rồi lại nào chúng ta sẽ làm lại game quá khó chơi anh lại nào Bây giờ mình đã nhanh hơn cái đoạn này rồi nhanh hơn ở cái đoạn này rồi nên là bây giờ mình sẽ di chuyển nhanh hơn một tí di chuyển nhanh hơn lên nào lên nào cưng ơi lên nào cưng ơi ê, ê, ê. trời ơi quá khó chơi nhậu quá khó khăn cho mình ở cái đoạn băng này rằng mỗi lần mà bị rớt xuống thì rất là lâu luôn mình đã tập cái đoạn này 30 phút rồi bây giờ vẫn đang cố gắng tập đây vẫn đang cố gắng chơi cho nó thành thạo cái game này ê ê ê ê hên 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 nên vẫn cười được, vẫn cười được Mẹ té nhiều lần, mẹ máu me chạy tùm lum rồi Bây giờ mình sẽ nhảy lên trên kia Đấy, rồi bám được rồi Bây giờ mình sẽ xịt qua tí Lên lên tí, lên tí, qua tí, qua tí Qua tí nữa được không? Qua tí nữa được không? Giờ nhảy qua thì sao mà được đây? Nhảy qua sao mà được đây? Không biết có tới nữa không ấy chứ Lại thử lần nữa anh em nhá Nhảy qua đây Không được What the fuck What the fuck Máu chảy tùm lum khắp màn hình đây kìa oh Máu chạy khắp màn hình con này khá là đau rồi Con này chắc là đau đủ mọi thứ rồi Đau đủ mọi thứ trên đời rồi Nó không đang cố gắng Nó đang cố gắng chịu lấy cái đau Không không được, không được Đoạn này không được Theo mình thì đoạn này không được Theo mình thì đoạn này vẫn chưa chơi được anh em Đoạn này vẫn chưa được Mình sẽ lên thử đoạn này Đúng rồi, đoạn này Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Đoạn này Không được, không được Không được, không được Rất khó Không được Đoạn này rất khó lên luôn Đoạn này nó trơn lắm anh em ạ, giống như là bôi dầu rửa chén nó rất là khó lên. Mình đang cố gắng cố gắng chinh phục cái đoạn này nhưng mà không được, đoạn này thì không được rồi. Mình đang. ơi, Ê! 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 Nhảy lên. Ai, rồi bám được trên rồi. Ấy, rồi 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 rồi. Ồ. Đấy, đấy đấy. Úi giời ơi, sao không được ta không bám lên được. Tìm đường khác thử coi nào. Còn đường khác không? Không còn đường nào khác cả anh em, chỉ còn đường đó thôi không còn đường nào khác cả chỉ duy nhất đường đó thằng đó nó đứng ở trên kia nó đợi mình mà sao nó không thả dây xuống vãi cả cứ thật sao mày không thả dây xuống đây đấy đấy ui rồi ui rồi ơi trơn 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 Thế này e này lên lại này lại thử lần nữa cái nào mồ hôi mình đang chảy hết chảy đầm đìa luôn mà mình vẫn không lên được cái map này <laughs> anh em nào biết chơi cái game này chỉ mình cái coi comment chỉ cái coi rồi lại này lại này dịch qua dịch qua dịch qua leo lên leo lên leo lên rất khó khăn bây giờ mình làm sao mà phải nhảy qua được cái góc bên kia kìa cái đoạn này này mình phải nhảy qua được cái góc đoạn này này bây giờ cách táp qua thì lại rất khó qua sẽ cố gắng sẽ cố gắng ở trên này thì toàn băng là không nhảy lên được chắc chắn rồi điều đó chắc chắn là tại vì thằng kia nó ở bên kia là mình phải nhảy bên qua bên đó để cho nó cho nó phụ mình lại thử lần nữa nhá lại 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 ui không được anh em không được Quá khó, cái game quá khó chơi luôn. Đúng là lần đầu chơi thử game này quá khó chơi. Mình cứ tưởng là game này mẹ leo băng là dễ lắm. Ai ngờ giờ mới hiểu leo băng khổ cỡ nào. Không được, máu mình đổ, máu me đổ chết luôn anh em ạ. Rớt đài luôn rồi. Rất khó chơi. Mình sẽ thử lại một mạng nữa coi nào. Mình sẽ thử lại một mạng nữa tìm cách khác coi nào. Hình như mình cảm thấy là trèo lên đây là... Trèo lên đây là cơ hội duy nhất rồi đó. Chứ không còn cái nào khác ạ nhảy qua, rồi bám được rồi, nhảy qua, bám được rồi. Không bám được trên nó. Rồi 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 đoạn này gần hơn, đoạn này gần hơn được tí. Đoạn này gần hơn được tí, gần hơn được tí. Bây giờ nó nó kêu là mình phải nhảy cách qua rồi ấn phím E. Rõ ràng mình nhảy cách qua mà. Đấy, ôi trời, sắp được. Trời ơi. Sắp được rồi, mình đang có nghỉ lực rồi. Sắp được rồi, sắp được, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi anh em ơi. Mình hiểu rồi sắp được mà sắp được rồi sắp được cái phát đó nó sắp được rồi đó chỉ cần một tí xíu nữa thôi là mình sẽ bám vào đó được rồi bám vào đó được là an toàn rồi lên nào cưng của anh cưng của anh cưng đấy tuyệt vời ông mặt trời đấy giờ ơi yeah, yeah, yeah. mình đã qua được đây rồi quá tuyệt bây giờ mình sẽ nhảy lên tiếp nhảy lên tiếp dịch qua tí nhảy lên tiếp. Đấy, ra ra. Khó khăn đợi đưa tay ra, đưa tay ra. Ôi. Từ 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 khó khăn lắm anh em Từ từ bây giờ mình sẽ bật tốc độ chuột lên nhanh tí, bật tốc độ chuột lên nhanh tí. Nhảy qua nó mới Ơi, cứu em anh ơi. Rồi, ôi trời ơi may thế, mình qua được rồi. Cuối cùng cũng vượt qua được thử thách của mình. Quá khó khăn, mất một khoảng thời gian là hơn 10 phút để vượt qua cái vách núi này. Rất khó khăn, rất mệt mỏi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp vào vào cái hầm này không biết cái hầm này có gì khó khăn không rồi ok hy vọng anh em sẽ ấn like subscribe ủng hộ cho coi và ủng hộ coi trong những cái clip như thế này nhá clip ở cái game offline này mình sẽ cố gắng làm nhiều clip cho anh em xem thí dụ như gata 5 hay là ride of the raider ấy game này mình nghĩ khá là hay chơi đổ hết mồ hôi với lại giống như cái kiểu mình nhập cảnh vào mình nhập vai vào trong đó nhìn rất là phê màn hình của mình thì nó full luôn cái màn hình nhìn chơi rất là đã nhìn chơi rất là tuyệt cú mèo luôn và chơi nó rất giống thực chơi nó rất là đã nên mình cũng muốn chơi thử cho anh em xem đấy đốt pháo lên anh em thấy mình đốt pháo lên đẹp chưa giờ mình sẽ thôi thôi thôi, đi tiếp đi tiếp dọi ra sau bên này được cái nào hầm không biết có con gì không anh em hơi mình hơi nghi nghi đấy sợ có con gì nó bồ ra nó cắn vỡ mồm cũng hơi nghi nhưng mà không sao đi thì bắt buộc phải chống lấy thôi bên này có con gì đây bên này có con gì đây con gì đây không có gì cả toàn hầm băng thôi mình sắp thoát khỏi cái thoát khỏi cái hầm băng này mình hoàn thành sứ mệnh rồi anh em ạ sắp thoát khỏi rồi ôi lần giờ mà chết một lần nữa rồi mình đã thả cái kia lại rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi rão rồi bão kìa lui lại bão kìa lưu lại anh ơi ôi mình kêu nó lui lại anh ơi mà nó vẫn chạy tiếp kìa vậy thì đợi em với em đi chung với anh có chết thì cùng chết đấy mình vẫn tiếp tục đi lên quá khỏe luôn đi nào đi nào em ơi nè xem mình đứng ở trên một cái hang băng cao vút mà mình không mình nói với người ta rằng tao là có thứ chín bảy tao chẳng sơ gì cả đi ra đoạn nữa này ra đoạn nữa nhí thêm tí nữa, thêm tí nữa, đây, đứng đây này, anh em thấy mình chưa? giống như dùng xì vậy, ok, rất tuyệt vời. và cuối cùng thì mình đã đi lên được đến của cái đỉnh này. có vẻ như mình hồi nãy là mình đứng ở dưới cái góc dưới kia kìa, và mình đã đi qua được cái xuyên cái ngọn núi và bây giờ đang đứng ở đây rồi. có vẻ như clip này mình sẽ kết thúc tại đây và không muốn đi tiếp được nữa. đang rất đói bụng và lạnh rồi, cái mặt xám hết rồi này, rất là khó chịu luôn. chắc có lẽ là mình sẽ nhảy xuống từ từ luôn bye thế giới này. Thôi được rồi, clip này mình dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình chơi một cái game offline khá là thú vị. Game tên là Rise of the Tomb Raider. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình. Chào mừng lại tất cả mọi người một clip gần nhất bye anh em. Bye mọi người nhá. Chúc mọi người uh, chơi game vui vẻ, hoàn thành uh, sứ mệnh khi uh, chơi game. Ok bye anh em.